Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay có một bạn đã nhắn tin hỏi admin là chào admin, các bạn này thì mình viết hình như nó chữ chính tả hơi khó đọc. Chào ad vui tính, ad cho em hỏi cách tính cột bê tông chữ L với ạ. Em tìm mà không có tài liệu ạ. Cảm ơn ạ. Rồi, xin chào bạn. Thì bây giờ đó, hôm nay thì admin của hội phóng viên .com học sinh online sẽ làm một clip nhỏ để chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cũng như những cái bạn mà chưa biết đó, thì chúng ta biết cách tính cái cột bê tông cốt thép chữ L. Thì trước đây đó các bạn, mình cũng thiết kế một vài công trình đó, tạm gọi là nhà nhiều tầng, cả 13 4 tầng á, thì cái cột chữ L này thế này thì cũng nhiều lắm. Rồi thì thôi, tác dụng của nó thì mình không có nói nhiều, bây giờ chúng mình nói cách tính thôi. Bạn hỏi cách tính thì để mà tính cái cột chữ L này á, thì đầu tiên là chúng ta cố gắng xem thêm lý thuyết của thầy Nguyễn Đình Cống, tức là trong cái sách sách cột bê tông cốt thép của thầy Nguyễn Đình Cống á, có hướng dẫn tính một số cái loại cột. Và cơ bản thì mình đọc sách đó, tất nhiên là thầy cũng không trình bày hết được tất cả các dạng chúng ta yêu cầu, nhưng mà cơ bản thì thầy cũng nói đến một số cái nguyên lý và cái cách tính. Cách tính thì tuy nhiên cái cột chữ L này trong sách của thầy không có tính như thế này, hình dạng kiểu này, thì thầy không có đề cập tới cách làm đó. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì đối với những cái này nè các bạn, tính và bố trí thép như thế này thì cái phép tính mà sử dụng giải tích là rất khó, rất khó. Chúng ta phải dùng bảng Excel hoặc là những cái phần mềm chuyên dụng, mà có thể Excel cũng rất khó các bạn, không có dễ đâu. Thì chúng ta phải sử dụng những phần mềm chuyên dụng để chúng ta có thể tính nó bằng những phương pháp khác nhau, gọi là người ta gọi là phương pháp nội lực tới hạn hoặc là phương pháp biến dạng phi tuyến. Thì trong đó đó, những cái phương pháp đó thầy có đề cập trong sách á, thì mình bây giờ mình hướng dẫn các bạn tính cái này được chưa, tính cái này theo hai hai cách làm để mà thực hành thôi. Thì hồi xưa đó mình tính cái này nè, tính cái này á, thì mình hay dùng là cách làm gần đúng, gần đúng, tức là đối với chữ L này đó, thì khi mà mô hình trong A8 đó các bạn, thì mình sẽ mô hình thành một cái vách, chỗ này là một cái vách và mô hình cái này một cái vách, bạn hiểu ý không? Tức là chúng ta vẽ hai cái vách vuông góc luôn. Giả sử như một cái vách là 600, bề rộng 300, tức là tiết diện vách 300, dài 600, cái vách nằm ngang là dài 1 mét, rộng 300. Như vậy chúng ta có hai cái vách, được chưa? Chúng ta mô hình vuông thành hai cái vách. Sau đó chúng ta sẽ chạy phân tích kết quả nội lực xong thì chúng ta sẽ gắn hai cái vách này thành hai cái bias label. Bias label bạn hiểu ý không? Gắn thành hai cái bias label, ok không? Đó, hai bias label thì lúc đó giả sử cái này chúng ta gọi là V1A, ở đây mình cho V2 đi chẳng hạn, như vậy thì cái này sẽ là V2A, cái này V2B, và chúng ta tính hết được chưa? Cho nên chúng ta sẽ có được nội lực của hai cái vách này thông qua bias. Ok nha, hai cái bias. Và cái tỷ số của nó thì theo cái chuẩn Anh á, cái cạnh này 300, cạnh này 1 mét, 1 mét chia 300 nhỏ hơn 4. Như vậy mình sẽ không xem nó là cái vách, mà mình tính như cái cột có tiết diện rộng 300 và chiều cao là 1.000, và mình tính giống như là cột, được chưa? Cộng lại tam phẳng, hoặc là cộng lại tam phẳng, đúng rồi, nhưng mà mình sẽ bố trí thép chu vi, được chưa? Đó, bố trí thép thế này, đó, bố trí cái này này, hình dung chưa? Tương tự như vậy mình cũng tách cái này thành một bayer và có nội lực rồi, thì mình xem cái nội lực bayer đó cũng chính như nội lực cột thôi, và mình tính thép cho cái V2B này, được chưa? V2B này sau đó mình sẽ ráp thép lại
và cái phần thép trùng á, trùng đó các bạn, thì mình lấy mộc thôi, mà hiểu không? Cái trùng á thì mình lấy mộc, hai góc này sẽ trùng nhau này, mình ráp lại và mình bố trí thép cho cái vách chữ L này, tức là theo phương pháp tách rời thành hai cái cột hình chữ nhật, được chưa? Cột hình chữ nhật đó. Ok, đó là cách làm thứ nhất. Đối với hồi xưa thôi, mình hay làm cái đó để mình vừa làm vừa học đó các bạn. Còn cách thứ hai đó là mình dùng rô cong hoặc là CSA column, mình mới vẽ cái vách chữ V này đó, và mình dùng phương pháp video tương tác, tức là mình sẽ tính cái vách này, sau đó mình mô hình cái vách này, mình vẽ cái diện vách này, sau đó mình vẽ thép vào và mình kiểm tra biểu đồ tương tác của nó so với nội lực của cái cột chữ chữ L này. Ví dụ đây, thấy chưa, mình thấy chữ L này, hình dung không, L này đó, thì mình sẽ lấy được nội lực cột, mình mô hình một cái cột cái gì chữ L, etap làm được mà, etap làm được cột chữ L, thì mình sẽ lấy nội lực cột chữ L, và sau đó mình dùng CSA column trước đây á, version 9 á, hoặc là mình dùng một rùa cong để mình mới vẽ thép vào, rồi mình sẽ kiểm tra biểu đồ tương tác của cái tiết diện chữ L này so với cái nội lực mà etap nó xuất ra, được chưa? Để chúng ta kiểm tra thử nó có thỏa hay không. Ví dụ như là tổ hợp 1 đến tổ hợp 9 hay là tổ hợp 1 13 đó, chúng ta kiểm tra tất cả các tổ hợp rồi chúng ta báo cáo là nó đạt hay không đạt, được chưa? Thì đó là giống như phương pháp kiểm tra vậy đó, tức là chúng ta vẽ thép trước rồi chúng ta có thể kiểm tra với CSA column hoặc rô cong với cái gì trên là đó. Trước đây mình làm như vậy rồi, còn sau này đó thì mình cũng dùng phương pháp đó là phương pháp biểu đồ tương tác, nhưng mình dùng thẳng trong ATAP luôn. ATAP version và 2017 rất là hay, đó là nó có sẵn tiêu chuẩn Việt Nam luôn đó, có thẳng tiêu chuẩn Việt Nam luôn, đó là TCN 5.4.18. Thì chúng ta có thể dùng trực tiếp luôn bằng cách chúng ta sẽ có cái mục là session property, chúng ta có cái mục là frame session, và trong frame session này á, nó có mục là session designer. Ở đây là mình mở khóa ra rồi thì thôi, mình bây giờ nếu mình đóng khóa rồi, nếu mà mình mở khóa đó thì tí mình chạy mất thời gian quá, cho nên mình sẽ show một cái tiết diện lên cho các bạn xem nha, chữ L nha. Đó đó các bạn thấy nè, đây thì mình sẽ bố trí thép trước, thấy chưa, bố trí thép trước ví dụ như vậy, được chưa? Là sau đó là mình sẽ thấy là trong cái những cái session designer này nó có sẵn luôn biểu đồ tương tác, thấy chưa, bạn thấy hay không, nó xây được biểu đồ tương tác luôn. Và nếu bạn nào mà rành á, có thể copy cái giá trị này, cái qua két vẽ được hình cái gọi là cái quả trám này, được chưa? Cái này mình có hướng dẫn, nhớ không nhầm thì mình hướng dẫn một video ở trên YouTube rồi, bạn xem lại một video đó, hình như là cách tính thép cột trong ATAP đó, đó ATAP tính thép cột thế nào đó. Bạn copy nội lực này, bạn dán vào tô két, cái bạn thấy được cái hình này, sau đó bạn thấy hình này các bạn đối chiếu với cái giá trị nội lực bạn cần kiểm tra, là nếu mà nó nằm trong cái vùng hình quả trám này, được chưa, quả trám này, thì coi như là đạt rồi, hình dung không, đó kiểu như vậy. Rồi thì đó, version 27 là hay như vậy. Như vậy thì chúng ta với những cái cột này, nó ngắn gọn là mình đã hướng dẫn cho bạn hai cách. Nếu các bạn muốn học nghiên cứu thêm thì chúng ta có thể tách thành hai cái vách, một cái bay ở đứng, một bay ở nằm ngang, chúng ta sẽ có được MNQ và chúng ta tính như cột đẹp tâm phẳng hình chữ nhật. Tuy nhiên bố trí thép là theo kiểu chu vi, chứ không phải là bố trí thép hai phương nha, nhớ nha các bạn, bố trí thép chu vi. Cái tương tự vách còn lại thì chúng ta cũng tính như thế, và chúng ta ráp thép lại, thép trùng nhau, chúng ta sẽ chọn một thì thép trùng không, các vị trí góc sẽ trùng, ví dụ như vậy. Rồi cách làm thứ hai là chúng ta xây dựng biểu đồ tương tác và kiểm tra xây dựng biểu đồ tương tác. Đối với ATAP 2007 trở về sau có từ Việt Nam rồi thì bạn hoàn toàn thì kiểm tra rất là nhanh, và đây cho các bạn xem luôn. Ví dụ mình sẽ mở đến cái mặt đứng, ví dụ công trình này sẽ như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra
cho các bạn xem. Đây cái cái tỷ số đạt hay không đạt đó, nó kiểm tra được chưa. À, rồi ví dụ như đây thì mình sẽ xem cái này. Đây là biểu đồ tương tác, thì các vị trí điểm xanh xanh này chính là các giá trị nội lực ở các tổ hợp tải trọng, được chưa, giá trị nội lực ở các tổ hợp như vậy thì nó nằm trong này, được chưa. Đó, bạn thấy chưa. Đó, mình sẽ xoay xoay tí bằng tên này, như vậy đây chính là đạt rồi nè, được chưa, và tất cả đều nhỏ hơn một này, bạn thấy chưa. Đó, như vậy với ITAP 17, mình nhấn mạnh là ITAP 17 đời sau có đi Việt Nam luôn, thì việc tính cột là rất là dễ dàng nữa các bạn, rất là dễ dàng. Rồi thôi xin kính chúc bạn thành công nha. Có gì thì thắc mắc mà cứ hỏi, và mình nếu mình có thời gian thì mình sẽ làm một clip để mà chia sẻ với bạn và những bạn khác mạnh dạn nha các bạn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.